Cái là nem hả chị hả? Dạ, cái này nem anh, cái này bì. Cái nem, cái bì. Dạ. Nó bán theo mâm. Bán theo chục. Dạ. Năm chiếc này, năm chiếc kia. Dạ, năm này, năm kia. Cái này lâu lâu mới thấy chị bán hả chị? Hay là chị bán chỗ nào? Bán mỗi ngày mỗi bán, nhưng mà bán mỗi một ngày là một chợ. Một chợ hả? Cầm hèn gì ít khi thấy. Một tuần mới quay lại đây nữa. À vậy hả? Dạ. Vậy đi khắp các chợ này sẽ đét luôn hả? Là lấy thêm hai chiếc nem nữa. Hai chiếc nem nữa. Dạ. Bốn vẹt một gà. Hôm qua là đi tới trên ông bầu luôn đó. Ôi, đi chợ ông bầu hả? Dạ. Chị đi khắp các chợ miền Tây luôn cả nhà, cứ bưng đi bán, cho nên là rất là hiếm khi mà thấy chị bán ở Sa Đéc. Dạ. Về Sa Đéc hoài nhưng mà lần đầu tiên mới thấy chị bán ở đây đó. À, ở đây là bán cũng có chục năm rồi. Dạ. Đi chịch ngày không thấy. Dạ, đi ví dụ hôm nay chị bán mà mình đi thì mình thấy nè. Dạ. Vài ngày sau mình về làng đâu có thấy được. Dạ dạ. Ừ. Đây nem. Nem Tuấn Phát hả chị hả? Dạ. Dạ. À cái này nem, còn cái bên kia thì bì. Dạ. À cái này là ăn có chơi. Có chả lụa nữa, nhưng mà bữa nay không có chả lụa. À vậy hả? Có, thường thường là có chả lụa nữa. Dạ. Thì hôm nay cũng có. Cái này là mình làm hết luôn hả chị? Hay là mình lấy lò về bán. Cho em coi cái cục này cái. Cục này thì cuốn lại vậy thôi à. Có, nó đóng gói, đóng hộp. Tại vì bán lột cho quen rồi. Dạ. Ai mà mua biếu thì vô hộp. Dạ. À, cái này có một cái trái ớt hiểm phía trên nữa. Mình ăn. Lần đầu tiên mà về miền Tây thấy họ bán nem với bì bán trên một cái mâm vậy đó. Có mấy chị quen á, dạ. Đi Sài Gòn dữ lắm. Dạ. Chị mua chẳng cho á, tại vì chị nó mua mấy chỗ cô gái gì. Gì bán? 5.000 chục đó gì. 2.000 chục đó. Dạ. Dạ. 2.000 đấy. 25.000 một chục, cái nào cũng vậy chị ha. Cái nào cũng nem bì gì cũng vậy hết á. Đây, dạ. Chị lâu lâu một tuần 10 ngày chị mới quay trở lại Sa Đéc. Chắc 10 ngày mới trở lại Sa Đéc một lần quá. Một tuần hả chị hả? Chị cái đầu về bên cái phía này luôn hả? Chị ngồi bên phía này hay là ngồi đó? Dạ. Em mà chị có cho ngồi được không? Dạ, chị cho em hỏi thăm chị tên gì cái? Tên Nga. Chị Nga. Chị Nga bán cái nem với bì này cả nhà. Chị bán đối diện số 13 này, đối diện số 13 Trần Quốc Toàn này. Phường 2 Sa Đéc. Đó, mọi người muốn ăn cái món nem món bì này thì lâu lâu chị mới trở lại, một tuần chị mới trở lại chợ Sa Đéc, cho nên gọi là hên xui á, hên xui mới gặp được cái mâm nem này chứ. Thôi chị lấy cho em một thứ chục đi ăn thử. Yeah. Ăn chứ sao vậy chị? Tưởng nó mua cho vô hộp. À không, chị cứ cho vô bịch. À nếu có vô hộp, vô hộp cho nó đẹp đi ha. Sáng là mấy giờ là chị ra cái chợ này vậy chị? À, 5 giờ mấy là lên rồi. Thôi ra sớm vậy á hả? À. À. Mấy chợ kia thì đi sớm nữa. Dạ. Tại chợ này giờ này thì hơi trễ đúng không? Dạ, rất trễ. Dạ. Chị thường thường là bán cái chợ nào chị? À, nàng hai chẳng cũng có. Nàng hai cũng có. Qua tới Bình Long luôn hả? Bình Long, đi Bình Long hết trơn. Dạ. Chú có chồng vợ gì? Dạ. Vậy là đi khắp nơi. Mâm nem bì. Cái này mà thường thường bán theo sâu treo bán theo sâu á, còn nguyên cái lá. Cái này thì người ta mua cái bịch ni lông và người ta trưng thành cái mâm rất là đẹp luôn, và còn rất là độc đáo luôn, hiếm thấy luôn, ít có ai bán giống kiểu chị này luôn. Lột sẵn ra để bỏ hết lên mâm trưng cho nó bắt mắt, ai đi ngang cũng thấy. Có chả lụa nữa, mình muốn thèm á. Chả lụa gì theo ngày mới có phải anh chị? Chả lụa chợ này ít có lấy bán mấy chỗ khác thôi mà. Dạ. Đây chị vô hộp như vậy này cả nhà, rất là đẹp. 10 cái một hộp vậy là đem đi nó gòn mà nó xinh xinh nữa. Đó, 10 cái vậy là 25.000 chị ha.
hai hộp mình mua hai hộp ăn thử. Một tuần chị mới về chờ xe đép một lần, có nghĩa là cũng rất là hiếm mà gặp. Nếu mà khách du lịch thì rất là khó mới tìm gặp được chị á, chắc phải xin số điện thoại mới được quá à. Chứ không thôi là khó kiếm lắm. Chị có xài số điện thoại không? Có. Cho em xin cái lời em có về xa đét thì hỏi có chị hôm nay chị bán chợ nào? 0306. Chị đọc tiếp đi. 0306. 234. 3102. 3102. Dạ rồi. Để mà ví dụ mà mọi người có muốn ăn nem hay ăn bị thì có thể gọi chị hôm nay chị bán chợ nào, khi nào chị bán chợ xa đét để biết mà canh tới, chứ còn chị bán lưu động mà đâu có cố định chờ nào đâu. Dạ. Kiếm là hơi bị khó rồi đó. Dạ. Mấy người khách quen ta muốn mà mua đám tiệc á, cái ta dặn ta kêu lên. Dạ, người ta gọi người ta đặt. Đấy, đúng không? Dạ. À, để mình ăn thử có cái nem của chị này cái hương vị cái như thế nào. Này mai mới ngon. À mai nó mới chua tí nữa đúng không? Còn cái bì? Cái bì ăn liền được. Dạ, nhưng mà đề nó có thiêu không chị? Không. Cái này nó lên men rồi đúng không? Chua mà nó. Cái này về khỏi để tủ lạnh. Dạ. Bữa nữa để tủ lạnh. Nem á ha. Dạ. Tại vì nó chưa có chưa mới vừa ăn rồi. Dạ. Rồi cái bì này á về để tủ lạnh, để ăn không hết để tủ lạnh. Dạ. Có nghĩa là bì là phải vô tủ lạnh liền. Không, không cần mà vô liền, để là mai vô cũng được. Dạ. Còn nem thì để cho nó chua thêm xíu nữa đó. À, chua xíu nữa nó mới ngon. Dạ. À, cái này mà mọi người ăn chơi cũng được mà ăn nhậu cũng được. Dạ đúng rồi. Nhậu. Trăm chín cốt hai chục. Đám tiệc gì cũng được, cái này nó cũng dễ. Dạ, đám tiệc mọi người có thể gọi điện đặt hàng thì chị giao. Ở trên Mỹ Sương á, có cái anh nó nấu đám á. Dạ. Nó hay đặt mấy cái này á. Chả lụa với nem mà. Để mà dọn cái dĩa mà dĩa đầu tiên nó đúng với chị ha. Dạ. Đó, cũng thấy còn tiền mà có bịch sẵn nha. Tại vì bán lột gì quen rồi. Dạ. Bán mà để trong tối người ta cũng kêu lột ra. Dạ, gói lá chuối đó đúng không? Dạ. Lá chuối về cũng lột ra đó. Dạ, nói chung là ai ăn phải lột ra, có cái bịch ni lông vậy thì xé nó tiền hơn. Dạ. Đó, tùy bây giờ cuộc sống mà ai cũng muốn gọn nhẹ, tinh gọn hết đó, đơn giản. Ở chị sắp đây nó cũng đẹp á. Rồi sáng giờ chị bán nó giật xuống rồi đúng không? Dạ, đúng rồi, giật rồi. Chứ còn em nghĩ là chắc cái mâm nó đầy lắm luôn á. Dạ. Chị bán vậy là có cố định là đúng một tuần sau quay lại không? Hay là thích là quay lại thôi? Xa đét nè. Đúng tuần sau quay lại. Dạ, cứ đúng một tuần là quay lại hả? Hôm nay là thứ hai phải không? Là thứ hai. À, là cái thứ hai nào quay lại đây hả? Thứ hai có mấy lần thì thứ ba vậy. À, có nghĩa đúng là một tuần quay lại. Tầm như vậy thôi đúng không? Dạ, chứ không phải là chính xác là ngày nào cố định. Dạ. Vậy thôi chị bán nha, em đi á, em chào chị. Dạ. Đây cái mâm nem bị.